Dạ kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ đang có mặt tại đường Võ Văn Kiệt, thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Có đến chỗ của anh Toàn để giao lưu cùng quý cô chú anh chị cần sa một số phôi mai vàng ạ. Để em tiến vào để gặp anh Toàn ạ. Rồi em chào anh Toàn ơi. Chào Hương em. Dạ mến chào chú bác chị em. Hôm nay là ngày 2 tháng 7 nên tổng cộng về hai mấy phôi mai để giao lưu với các chú bác chị em. Số điện thoại em là 0984307139. Em bao ship. Dạ thành thật cảm ơn các chú bác từ lâu ủng hộ em. Chúc sức khỏe chú các bác. Dạ. Rồi mình vô cây đầu tiên á. Cây số 1 là cây chi cành. Bonsai chi cành đều. Mã số 1 quý cô chú anh chị ơi. Số 1. Cái tượng này bà con về muốn xử lý lùng xuống xử lý nha bà con. Dạ. Này còn chừa bà con cắt nha. Đế rất đẹp nha, giọng đế quái nha. Nó giọng đế quái quái như thú nha. Chứ nó có hai cái giòn nha bà con. Dạ. Cây này thì cây này nó cũng đã bể xù nữa nha. Bà con thấy những cái này là bà nó bể xù đó. Dạ. Mã số 1. Mã số 1 lô ngày 2 tháng 7. Hoành thân 35 gửi tính bà con 35 đi. Hoành thân 35. Tổng chiều cao cây được 5 tấc 3 nha. Dạ. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 2 triệu rưỡi nha. Chi cành đều đế đều nha. Giá 2 triệu rưỡi. Mã số 1 lô ngày 2 tháng 7. Tiếp theo mã là số mã 2 số 2 nha. Chi cành đều đế đều nha. Dạ. Cây về trồng liền, cây này cũng búp tược nha bà con. Mã số 2. Mã số 2 luôn ngày 2 tháng 7 quý cô chú anh chị ơi. Cây bonsai nha. Dạ. Đế rất lực nha bà con, mã số 2. Ngày 2 tháng 7. Hoành thân cây này 32 nha bà con. Hoành thân 32. Chiều cao đây lên là được 40 nha. Dạ. Chiều dài từ đây lên đây là được 52 nha. Cây này giao lưu bà con với giá là 1 triệu 800 ngàn nha. Mã số 2. Mã số 2 1 triệu 800 ngàn lô ngày 2 tháng 7. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3. Mã số 3 lô ngày 2 tháng 7 quý cô chú anh chị ơi. Cây bonsai nha, chi cành đều nha. Đế đều nha bà con. Đế nôm đều, chi cành đều. Đế này về bà con tạo lại rất đẹp nha. Để bà con về tự tạo lại đi. Hoành thân cây được 30 nha bà con. Dạ. Hoành thân 30. Tổng chiều cao được 45 nha. Và cây này giao lưu bà con giá là 1 triệu 700 ngàn nha, mã số 3. 1 triệu 700 ngàn mã số 3. Tiếp theo là mã số 4 với cô chú anh chị ơi. Mã số 4 nha. Cây bonsai nha. Mã số 4. Ngày 2 tháng 7 số điện thoại em là 0984307139 nha. Bộ đế cũng đi theo đúng cái dáng luôn nha bà con. Cây này bà con tạo dáng lại nha. Nó nhiều cái cách chơi lắm nha bà con. Cây này. Dạ. Hoành thân cây được 24 nha bà con. Dạ. Chiều cao được 9 tấc 7 nha. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1 triệu 200 ngàn nha. Nãy giờ là mai bông từ 5 tới 7 cánh nha bà con. 1 triệu 200 ngàn mã số 4 luôn ngày 2 tháng 7. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 nha, cũng là cây mai vàng bonsai nha. Mã số 5 quý cô chú anh chị ơi. Lô ngày 2 tháng 7.
Hoành thân 19 nha bà con. Dạ. Tổng chiều dài được 47 nha. Rồi cây này giao lưu bà con giá 700 ngàn nha, mã số 5. Mã số 5 giá 700 ngàn luôn ngày 2 tháng 7. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 nha. Mã số 6 cây này cũng cây bonsai nha bà con. Giật lại vậy chứ bà con ơi. Về mình cắt cái độc chủ lại nữa nha bà con. Đế bonsai nha. Mã số 6. Mã số 6 lô ngày 2 tháng 7 quý cô chú anh chị ơi. Đế bonsai rất đẹp nha. Đế nôm cao nha bà con. Thân thì chật lắc đó nha. Cái này bà con gì chỉnh sửa sơ sơ lại là bà con ghép năm tới là bà con chơi được rồi. Bình thân cây 18 nha bà con. Dạ. Tổng chiều cao cây này được 50 nha. Đế đẹp nha bà con. Cây này giao lưu bà con với giá là 1 triệu nha. Giá 1 triệu mã số 6. Mã số 6 lô ngày 2 tháng 7. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 có 2 cây nha. Mã số 7 là một cặp quý vị ơi. Một cặp bonsai nha. Số 7. Hoành thân cây được 22 nha. Hoành thân 22. Cây này nhú tược nha bà con. Dạ. Để không ngay đó, cây này 17 nha. Rồi ăn cặp này giao lưu bà con với giá 750 ngàn. Mã số 8, ngàn. Số 7. 750 ngàn. Mã số 8 nha. Cây này bà con về tạo cái tán dù nha. Bộ đế nó cũng có duyên giống cái tán dù nha. Ở trên chỉ cành đều nha bà con. Mã số 8. Mã số 8 lô ngày 2 tháng 7 quý cô chú anh chị ơi. Hoành thân cây được 20 nha. Hoành thân 20. Chiều cao cây này được 1m16 nha. Dạ. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 900 ngàn nha. Giá 900 ngàn. Mã số 8 lô ngày 2 tháng 7. Mã số 9 nha. Tiếp theo là mã số 9 với cô chú anh chị ơi. Cây chỉ cần điều nha. Thân thì nó chật lắc nha bà con. Đế đều nha, mã số dạ. 9. Mã số 9 lô ngày 2 tháng 7 quý cô chú anh chị ơi. Hoành thân cây này được 16 nha. Dạ. Tổng chiều cao cây được 54 nha. Đế rất đẹp nha bà con. Cây này cũng kéo nhựa nha bà con. Cho bà con yên tâm về chồng kéo nhựa rồi. Dạ. Rồi giao lưu bà con với giá là 700 ngàn nha. Mã số 9 nha. Mã số 9 giá 700 ngàn. Tiếp số, 10 số 10 là một cây mai giảo nha. Nãy giờ là bay bông 5 cánh tới 7 cánh nha bà con. Giờ là mai giảo từ bông từ 5, 7, 12 nha. Mã số 10. Mã số 10 quý cô chú anh chị ơi. Số 10 luôn ngày 2 tháng 7. Hoành thân cây này được 17 rưỡi tính 17 nha bà con. Dạ. Tổng chiều cao cây này là được 1m05 nha. Dạ. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1 triệu nha. Bộ đế rất quái nha. Giá 1 triệu quý vị ơi. Số 11 nha. Cũng là cây mai giảo nha. Cây này bộ đế quái nha. Bộ đế quái thú nha. Ở trước có hai giò nha. Yeah.
đằng sau có cái đuôi nha. Dạ. Chi cành thì đều. Mã số 11. Mã số 11 quý dê, lô ngày 2 tháng 7. Hoành thân cây này 23 nha bà con. 23 hoành thân. Tổng chiều cao cây này tới đây được 9 tấc nha. Còn nếu mình muốn cắt bonsai làm thú cây này nó cũng giót dễ cắt nha. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1.400.000 nha. Giá 1.400.000 quý vị ơi. Mã số 11. Mã số 11 luôn ngày 2 tháng 7. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 nha. Cũng cây giảo nha bà con. Đế đều nha, chi cành đều nha. Mã số 12. Mã số 12 lô ngày 2 tháng 7 quý cô chú anh chị ơi. Đọc số điện thoại lên em cái anh Tổ. Số điện thoại là 0984307139 nha bà con. Dạ. Hoành thân cây này được 21 nha bà con. Gần 22 tính bà con 21. Chiều cao cây này được 8 tấc 2 nha. Rồi giao lưu bà con với giá là 1.300.000 nha. Mã số 12. 1.300.000, mã số 12, lô ngày 2 tháng 7. Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13. Mã số 13 quý cô chú anh chị ơi. Lô ngày 2 tháng 7. Lô ngày 2 tháng 7, mã số 13. Hoành thân cây được 20 nha. Dạ, hoành thân 20. Tổng chiều cao cây này là được 7 tấc 6 nha. Rồi cây giao lưu bà con giá 1.200.000 nha. Đế các điều rất đẹp, chỉ cần điều nha. Dạ. 1.200.000 mã số 13. Tiếp theo là mã số 14 với cô chú anh chị ơi. Mã số 14 nha, cũng là cây mai giảo nha. Đế nôm nha. Đế điều. Chi cành khá nha. Những cây này bà con thấy vậy chứ bà con nuôi, mà nếu bà con nuôi anh chị em là nuôi khéo là tết có bông nha. Dạ. Mã số 14. Mã số 14 lô ngày 2 tháng 7 với cô chú anh chị ơi, một cây mai dạo. Tại vì em ngày xưa tới giờ ở nhà em chơi bông năm cánh nha. Tại vào tháng 5 làm lặt lá. Tháng 5 làm lặt lá nhiều khi bà công chuyện gì nó không bị bể bông bất tử. Còn không lặt thì mình phải tưới hàng ngày để mới nó bể bông. Dạ. Mã số 14. Hoành thân 18 nha. Đế rất đẹp nha bà con, cây này đế chuẩn bonsai nha. Chiều cao 71 nha. Bà con muốn về làm mấy bà con làm bonsai cũng được. Rồi cây giao lưu bà con giá 1.000.000 nha. Giá 1.000.000, mã số 14 lô ngày 2 tháng 7. Mã số 14. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15, một cây mai dạo quý cô chú anh chị ơi. Mã số 15. Mã số 15 cũng là cây mai dạo nha. Đế rất lực nha bà con. Dạ. Tại đây nó có cọng rễ nha bà con, đây cũng có nha. Dạ. Cái rễ này tới nữa về mình cũng cắt bà con ơi. Dạ. Tại ở đây nó có hết nha. Đế rất tròn nha. Mã số 15. Mã số 15 lô ngày 2 tháng 7 quý cô chú anh chị ơi. Hoành thân cây này 19 nha bà con. Dạ. Chi cành đều luôn nha, cây này tứ diện chi cành nha. Chiều cao là được 6 tấc 6 nha. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1.100.000 nha. 1.100.000, mã số 15, lô ngày 2 tháng 7. Tiếp theo là mã số 16 quý cô chú anh chị ơi. Mã số 16 cũng là cây giảo nha. Chi cành đều nha. Đế nôm đều nha bà con, mã số 16. Mã số 16 quý cô chú anh chị ơi. Lô ngày 2 tháng 7. Hoành thân cây này được 18 nha bà con. Rồi.
tổng chiều cao cây được 4,7 nha. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1 triệu nha, đế cắt chuẩn nha, đẹp. Tiếp theo là mã số 17 với cô chú anh chị. Mã số 17 nha, cũng là cây mai dảo nha bà con, đế quái nha. Chi cành đều nha. Hoành thân cây này 17 nha bà con. Hoành thân 17. Tổng chiều cao cây này được 6,7 nha. Dạ. Giao lưu bà con giá 800 nha. Mã số 17. Tiếp theo là mã số 18 lô ngày 2 tháng 7. Mã số 18 nha. Mã số 18 lô ngày 2 tháng 7 với cô chú anh chị ơi. Cây bonsai nha, có dụng để thú nha. Dạ. Nó u đây là nó u xù đó nha bà con. Dạ. Cây nó đã chảy đó nha bà con. Dạ. Bộ đế rất đẹp nha, quái nha. Cây bonsai nha. Mã số 18. Mã số 18 của chú anh chị ơi. Lô ngày 2 tháng 7. Cây này dảo luôn á. Dảo luôn bà con ơi. Tính bà con 21 đi. Dạ. Vừa cao tới đây là 2,9 nha. Và cây này giao lưu bà con với giá là 1.300.000 nha. 1.300.000, mã số 18, lô ngày 2 tháng 7. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 nha. Cũng cây bonsai nha. Đế đẹp nha bà con. Mã số 19 nha. Mã số 19 với cô chú anh chị ơi. Số 19 nha. Hoành thân cây này là 17 nha. 18 đến 17 thôi. Tổng chiều cao cây này là được 4,4 nha. 19 giao lưu bà con giá 800.000 nha. 20 nha. Cũng là cây bonsai nha. Mã số 20 với cô chú anh chị ơi. Mã số 20 cũng là cây bonsai nha. Dạ. Đế đẹp nha bà con. Mã số 20. Mã số 20 lô 2 ngày 2 tháng 7 với cô chú anh chị ơi. Hoành thân 19 nha. Dạ. Tổng chiều cao là 28 nha. Rồi cây này giao lưu bà con giá 800.000 nha. Giá 800.000, mã số 20 ngày 2 tháng 7. Cũng là cây mai dảo đó nha bà con. Cây này cũng là mai dảo đó nha bà con. Dạ. Cây bonsai nha. Nó bị bể một cái nhánh ngay đây nha bà con. Dạ. Bộ đế rất đẹp nha. Mã số 21. Mã số 21 lô ngày 2 tháng 7 với cô chú anh chị ơi. Mã số 21. Hoành thân cây 18 nha bà con. Dạ. Tổng chiều cao được 34 nha. Rồi mã số 21 giao lưu bà con với giá 800.000 nha. Giá 800.000, mã số 21 lô ngày 2 tháng 7. Đọc số điện thoại lại kênh ơi. Số điện thoại là 0984307139 nha. Dạ. Thì hôm nay có 21 thôi để giao lưu với các chú bác nha em. Mến chào tạm biệt các chú bác nha em. Chúc sức khỏe các chú bác nha em. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Mến chào tạm biệt.